Mày định âm mưu giải cứu cái con vịt cộng củ riềng cứng đầu này hả? Còn khuya con à? Thằng Sang này đâu có ngu. Còn mày nữa nè, ông trời á, ông trời ơi trời quyền trời, có xuống đây bây giờ, ngay bây giờ cũng không cứu nổi mày đâu, bông riền trắng ơi. Mày muốn làm gì thì làm đi, đừng hòng hù dọa tao. Tao ngã xuống hôm nay để có hàng trăm hàng ngàn người khác đứng lên tiêu diệt bọn chúng mày. Tiêu diệt bọn tao à? Được, được. Bữa nay tao sẽ lóc thịt con vịt cộng này. Khai mau, hầm bí thư Sáu Kiên ở đâu? Nói! Tao không biết. Không biết hả mày? Vịt cộng ém quân chỗ nào? Tao không biết. Ai cứ chịu vũ khí? Khai mau! Khai! Khai! Tao không biết. Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm. Thì nương người có